Kính chào quý vị. Thì hôm nay chúng tôi sẽ trao đổi về cái chủ đề là con virus Corona 2019 tại Vũ Hán. Thì sau đây là một số thông tin liên quan và chúng tôi cũng rất là mong muốn quý vị hiểu rõ hơn để chúng ta có thể phòng tránh cho bản thân và cho gia đình của chúng ta trong cái mùa dịch như thế này. Và đặc biệt là chúng ta tránh bớt những thông tin có thể là không được gọi là chính thống. Điều đó có thể nó làm hoang mang cái tinh thần của chúng ta và đôi khi nó cũng làm cho cái công ăn việc làm của chúng ta nó bị xáo trộn. Thì nói về hệ miễn dịch của con người á, nói nôm na đó một cái hệ thống phòng thủ của con người để chống lại những tác nhân gây bệnh bên ngoài. Thì trong cuộc sống hàng ngày của mình á, thì chúng ta tiếp xúc với rất là nhiều cái những tác nhân gây bệnh mà chúng ta không có nhìn thấy, đó là những cái siêu vi vi trùng, là virus hay là ký sinh trùng hay là vi nấm vân vân. Nhưng mà không phải mỗi ngày chúng ta đều bị bệnh hết, bởi vì những cái con gọi là siêu vi trùng virus đó nó tấn công vào trong cơ thể của mình thì mình có cái sức đề kháng mình chống đỡ lại, cho nên chỉ có một số ít người bị bệnh thôi, còn những người còn lại thì không bị bệnh. Như vậy cái sức đề kháng hay là cái hệ miễn dịch đó từ đâu mà ra? Thì trong cơ thể của mình nó có rất là nhiều cái cơ quan, những cái bộ phận nó tạo ra những cái tế bào, những cái chất để chống đỡ, nó gọi là hệ miễn dịch. Thì đa phần các tế bào đó là ví dụ như là bạch cầu đó, và cơ quan quan trọng để tạo ra bạch cầu đó là những cái tủy xương. Tủy xương nó tạo ra nhiều tế bào máu, trong đó có tế bào bạch cầu. Rồi tuyến ức là nơi mà nó huấn luyện cái bạch cầu đó trở nên thiện chiến hơn, và lách hay là những cái hạch bạch huyết hay là hệ thống bạch huyết đó, nó là nơi lưu trữ những cái bạch cầu để sẵn đó, khi nào mà có những kẻ thù nó tấn công vào thì cái hệ thống bảo vệ của mình nó được kích hoạt, nó chống lại. Thì đó là những cái cơ quan gọi là đơn giản để tạo ra những cái công cụ để chúng ta bảo vệ cơ thể của chúng ta. Ngoài ra còn nhiều cái, nếu mà nói về miễn dịch thì còn nhiều thứ khác nữa, ví dụ như da của chúng ta cũng là một cái hàng rào để bảo vệ cơ thể, hoặc là những cái dịch tiết ở trên cái niêm mạc của đường hô hấp, ví dụ như dịch mũi, nước mắt, dịch trong đường tiêu hóa, dịch lót lót ở trong cái đường hô hấp, thì đó là những cái lớp dịch để bảo vệ, để làm cho những cái tác nhân gây bệnh đó nó vào nó cũng không có xâm nhập thẳng vào những cái cấu trúc bên trong. Đối với một người bình thường thì chúng ta cũng không cần phải đi làm một cái xét nghiệm gì đó để coi từ cái hệ miễn dịch của chúng ta như thế nào. Nếu chúng ta là một người ít có khi nào bị nhiễm trùng, còn những người nào mà cứ bị bệnh liên miên, nhiễm trùng tới, nhiễm trùng lui, thì nên đi tới gặp bác sĩ để coi thử là có cần làm thêm những xét nghiệm để coi thử cái hệ miễn dịch mình có bị suy giảm hay không. Bởi vì cái khi mà bị bệnh liên miên cũng chưa chắc chúng ta không thể nói ngay là người đó có hệ miễn dịch suy giảm, bởi vì một người bị bệnh có thể hệ miễn dịch suy giảm nhưng cũng có thể là vì bất thường một số cái cấu trúc ở trong cơ thể nó làm cho cái cơ thể dễ bị bệnh hơn, chứ hệ miễn dịch của họ cũng có thể vẫn bình thường. Và khi mà những người mà bị gọi là nghi ngờ suy giảm miễn dịch đó thì người ta có thể làm một số cái xét nghiệm, mà trong đó quan trọng là cái xét nghiệm liên quan tới những cái tế bào bạch cầu. Số lượng bạch cầu nó thấp đi cũng là làm cho cái khả năng miễn dịch của mình kém, và đặc biệt là những cái bạch cầu gọi là bạch cầu lympho. Cái đó là người ta thường người ta xét nghiệm cho những người bị HIV chẳng hạn. Những người HIV thì cái số lượng bạch cầu nó giảm đáng kể, và người ta phải làm sao để tăng cái số lượng bạch cầu đó để làm cho sức đề kháng của người ta gia tăng lên. Còn đối với những người bình thường của mình thì không cần phải đi xét nghiệm coi thử là cái hệ miễn dịch của mình nó bình thường hay không, bởi vì nếu mà chúng ta ít có bị bệnh tái đi tái lại qua về những cái bệnh nhiễm trùng thì coi như hệ miễn dịch của chúng ta tạm thời gọi là bình thường. Thì cái hệ miễn dịch của chúng ta giống như hệ thống phòng thủ của cơ thể, và chúng ta ví von như đó là một cái quân đội. Thì trong quân đội đó nó coi cho có những cái người lính rất là sơ khai, họ không được huấn luyện gì cả, và khi mà kẻ thù nó tấn công vào thì người ta sẽ cái người lính đó sẽ đánh lại ngay, thì người ta gọi là cái hệ miễn dịch bẩm sinh.
À, có nghĩa là chúng ta sinh ra là có những cái gọi là bản năng, một số tế bào nó có bản năng bảo vệ khi mà bị những cái vật lạ nó xâm nhập vào. À, ví dụ như virus nó xâm nhập vào thì một số tế bào có chức năng gọi là thực bào, có nghĩa là thực bào nghĩa là ăn ăn vào trong tế bào. Thì những cái thực bào đó, những cái bạch cầu thực bào đó nó sẽ tới nó bắt lấy những cái vật lạ, trong đó có virus. Thì cái cuộc chiến đấu đó đó nó diễn ra rất là nhanh chóng và có thể tạo ra một số cái biểu hiện bên ngoài, ví dụ như người ta bị sốt lên, đó là do cái sự chiến đấu giữa những cái chiến binh trong cơ thể của chúng ta với kẻ thù là những tác nhân gây bệnh bên ngoài. Hoặc là nó gây ra một cái tình trạng viêm, chúng ta có thể bị đàm nhớt nhiều hơn, sổ mũi nhiều hơn, đó là do cái phản ứng viêm xảy ra trong quá trình chiến đấu giữa cái hệ miễn dịch của chúng ta gọi là bẩm sinh đó với lại các tác nhân bên ngoài. Còn một cái cách khác nó gọi là lợi hại hơn, đó là cái miễn dịch đáp ứng hay là miễn dịch thích nghi, là một số tế bào nó được huấn luyện để nó dễ dàng nhanh chóng nhận ra những cái kẻ thù và nó có những cái cách để tiêu diệt kẻ thù đó một cách hiệu quả hơn, và đó là những tế bào lympho B và tế bào lympho T. Và làm sao mà những tế bào đó được huấn luyện thì có hai cách. Cách thứ nhất là vô tình trong quá khứ cái cơ thể mình đã tiếp xúc với những cái con vi trùng virus như thế và cơ thể mình đã chiến đấu thắng, thì khi đó những cái tế bào của mình đã được huấn luyện một lần và khi gặp lại cái những con vi trùng virus đó thì cái tế bào gì đó nó có cái khả năng nhớ, nó sẽ kích hoạt lại cái hệ thống phòng thủ và chiến đấu chống lại cái tác nhân gây bệnh đó một cách rất là hiệu quả. Và cách số 2 là chúng ta tập cho những tế bào đó có khả năng chiến đấu cao là chúng ta chích ngừa, dùng vaccine là những tác nhân gây bệnh mà nó gọi là giảm độc tố đi, tức là chúng ta chích vào trong cơ thể của mình mà nó không gây ra bệnh, không đủ sức để gây ra bệnh, nhưng mà nó đủ sức để làm cho những cái tế bào trong cơ thể chúng ta nó chiến đấu, nó chống lại, nó học cái cách và nó nhớ ở cái kẻ thù đó là như thế. Và khi những cái con vi trùng virus thiệt nó xâm nhập vào thì những tế bào nhớ này sẽ kích hoạt một cái hệ thống và sẽ chống đỡ rất là hiệu quả, người ta gọi là đó là những cái đáp ứng miễn dịch gọi là thích nghi. Đó là một cái gọi là cái hệ thống miễn dịch hiệu quả hơn là cái đáp ứng miễn dịch gọi là bẩm sinh như chúng tôi vừa trình bày. Thì chúng tôi được biết để đối phó với lại cái con virus mới này, corona này, thì thông thường chúng ta sẽ có 4 cái cách chúng ta có khả năng đối phó. Tuy nhiên cũng có những cách là còn rất là gọi là tương lai xa trong cái tương lai gần. Cách thứ nhất là chúng ta dùng vaccine. Chúng ta phải tạo ra vaccine như lúc nãy vừa trình bày để cho cơ thể chúng ta nó có một cái hệ thống miễn dịch mạnh mẽ để gặp với con corona nó sẽ tiêu diệt ngay. Thì cái cách đó người ta thấy rằng khoảng chừng vài năm thì người ta mới tạo ra được cái vaccine. Bây giờ người ta đang có cái cuộc đua để tạo ra vaccine để diệt cái con corona này. Cách số 2 là người ta dùng thuốc, cái thuốc đặc trị để trị corona, cái loại mới này. Thì người ta thấy rằng cái quy trình nó rất là phức tạp, từ lúc mà người ta nghiên cứu ở trong phòng thí nghiệm rồi người ta thử trên động vật rồi sau đó mới thử lên con người rồi mới áp dụng vô thị trường, thì nó tốn chừng khoảng 15 năm, thời gian quá dài để chúng ta mong đợi là có thể chúng ta có thuốc ngay để trị corona. Cách số 3 là người ta dùng các thuốc chống virus đã có, ví dụ như thuốc chống virus HIV, thuốc chống lại virus cúm, thuốc chống lại viêm gan siêu vi C. Thì người ta thấy rằng các loại virus nó có cái bộ gen nó gần giống nhau. Và người ta thấy rằng cái con virus nào nó có bộ gen gần giống nhất với con new corona này thì người ta lấy cái thuốc chống virus đó để người ta áp dụng vào new corona thì đôi khi nó có hiệu quả, và người ta đang thử cái hiệu quả ở mức độ nào. Thì trong giai đoạn cũng thử nghiệm thôi chứ cũng chưa phải là một cái thành công lắm. Nhưng mà chúng ta biết là ở Trung Quốc người ta dùng thuốc để chống HIV để trị cái con corona này, hoặc là ở số nơi người ta dùng cái thuốc chống cái con virus cúm thông thường để trị. Và chúng ta cũng gần đây thấy truyền thông nói là bên Nga người ta còn đề xuất là dùng cái thuốc chống lại con virus viêm gan siêu vi C. Thì tất cả đều là trong giai đoạn thử nghiệm, cho nên cũng chưa có một câu trả lời chính xác là cái loại thuốc chống virus nào khả dĩ có thể chống được cái con corona. Đó là hai cái cách mà chúng ta gọi là mong đợi để, xin lỗi, ba cái cách: vaccine, thuốc mới và thuốc chống virus cũ. Và cách thứ tư là người ta gọi là dùng cái công nghệ gen, người ta chỉnh sửa cái gen của những cái tế bào lympho T, là những tế bào mình gọi là các chiến binh trong cơ thể mình chống lại cái những tác nhân xâm nhập theo cái cơ chế miễn dịch thích nghi đó. Thì người ta phải chỉnh sửa cái bộ gen làm sao để cho những cái tế bào lympho T đó nó nhanh chóng nhận biết được con corona
để nó tiêu diệt cái con corona. Nhưng mà người ta thấy rằng cái bộ gen của mình đó, nó hơi, mỗi người đều có cái bộ gen nó tương đối khác biệt một chút, cho nên để chỉnh sửa cái gen ở trong cái tế bào lympho T của từng con người thì đôi khi nó lại cũng khác biệt luôn, cho nên phải chỉnh từng người một, chứ không có chỉnh cái rồi chung cho mọi người, thì cái đó nó tốn rất là nhiều thời gian và gọi là cá thể hóa. Cái đó cũng là tương lai xa chứ cũng khó mà có một cái tương lai gần. Như vậy tóm lại hiện nay thì để trị cái corona thì theo hiểu biết của chúng tôi á, thì người ta đang thử cái thuốc chống virus cũ của những con khác để người ta áp dụng vô cái con corona mới này. Và cách số 2 là người ta điều trị hỗ trợ, điều trị triệu chứng và điều trị bao vây để chống lại cái những cái con vi trùng tạp nhiễm. Người ta dùng những thuốc hạ sốt, những thuốc lông đàn hay là kháng sinh phổ rộng để chống lại những trường hợp mà những con vi trùng ở xung quanh nó nhảy vào khi mà con virus này đã làm cho sức đề kháng của chúng ta yếu đi. Thì đó là cái cách mà người ta đang áp dụng hiện nay để điều trị ở các nơi trên thế giới. Nói về cái khi mà một người bị cái gọi là suy giảm miễn dịch đó, thì nó có hai cái nhóm. Một nhóm là nguyên phát, có nghĩa là khi người ta sinh ra họ bị khiếm khuyết ở một số cái bộ phận, một số cơ quan và nó không tạo ra được một cái hệ miễn dịch đầy đủ, thì đó là những em bé mà nó bị nhiễm trùng tái đi tái lại rất là nhiều lần. Trước đây thì chúng ta không có cái thuốc gì để giúp cho những em bé như thế, nhưng mà hiện nay á, người ta có những cái thuốc để làm tăng cường cái hệ miễn dịch cho những người có cái miễn dịch suy yếu như thế, và đặc biệt là ở trẻ em. Nhưng mà tương đối mắc tiền, thuốc đó mắc tiền, chưa được phổ biến lắm tại ở Việt Nam, bởi vì cái khả năng kinh tế của mình có hạn. Và cái suy giảm miễn dịch số 2 là gọi là mắc phải, nó cũng có hai cái kiểu mắc phải. Mắc phải thứ nhất là chúng ta bị nhiễm những con virus gây ra suy giảm miễn dịch, đặc biệt là con virus HIV. Chúng ta biết bệnh SIDA, bệnh AIDS đó, là cái sức đề kháng, cái hệ miễn dịch của người ta rất là yếu, và đó khi đó là người ta rất là dễ dàng bị những cái con vi trùng, virus, vi nấm, ký sinh trùng vân vân nó nhảy vào nó tấn công. Thì đó là bị suy giảm miễn dịch mắc phải do nhiễm virus. Còn cái suy giảm miễn dịch mắc phải mà do bác sĩ tạo ra, ví dụ một số người bị cái bệnh gọi là bệnh tự miễn, bệnh ung thư, người ta phải dùng những thuốc ức chế cái hệ miễn dịch. Những thuốc đó chúng ta không dùng thì cái bệnh đó sẽ nặng lên, còn chúng ta dùng thì chúng ta sẽ ức chế cái hệ miễn dịch mình xuống. Thì khi mà ức chế như thế thì cái hệ miễn dịch họ nó sẽ bị suy giảm, và họ cũng có nguy cơ sẽ bị một số cái con vi trùng, virus khác nó tấn công. Và nhiều trường hợp chúng ta biết là những trường hợp bác sĩ mà nghĩ rằng người ta phải dùng thuốc ức chế miễn dịch mạnh tay thì làm cho cái hệ miễn dịch của người đó còn rất là kém, thì người ta phải cách ly người đó, không cho tiếp xúc với bất cứ ai, bởi vì mọi người tiếp xúc với người đó đều có thể mang lại nguy hiểm cho cái người đó, bởi vì cái hệ miễn dịch của họ không còn cái khả năng chống đỡ gì nữa với rất là nhiều tác nhân gây bệnh nó có thể xâm nhập vào. Vậy làm sao để cho những người mà có hệ miễn dịch suy giảm như thế có thể đảm bảo vào cái việc mà đỡ cái việc bị vi khuẩn tấn công trước cái mùa dịch? Thì hiện nay nếu mà chúng ta biết rằng một người nào đó đang có cái hệ miễn dịch suy giảm, bác sĩ chẩn đoán là suy giảm miễn dịch nguyên phát ngay từ đầu ở trẻ em, hoặc là chúng ta bị HIV, hoặc là chúng ta đang bị dùng các thuốc ức chế miễn dịch, thì chúng ta phải tự biết rằng cái hệ miễn dịch mình yếu, thì cái cách tốt nhất là chúng ta phải hạn chế tối đa tiếp xúc với lại cái nguồn lây. Đối với corona thì cũng là một phần, cái này nó cũng còn rất là hiếm, nhưng mà rất nhiều tác nhân khác, vi trùng, virus khác đầy rẫy thì đều có thể làm cho cái người suy giảm miễn dịch đó có thể tử vong chứ không phải là không. Cho nên cách tốt nhất là phải hạn chế, ví dụ như là những người đó thì phải hạn chế tới đám đông, thấy ai bị cảm cúm, bị lao phổi, bị viêm phổi thì chúng ta phải né từ xa, bởi vì những người khác lỡ bị lây thì cũng không sao, những người bị suy giảm miễn dịch mà lỡ bị lây họ sẽ bị bệnh luôn. Như vậy cái cách tốt nhất là chúng ta phải phòng ngừa, tránh nguồn lây. Còn cách số 2 là chúng ta phải ráng làm sao tăng cường cái hệ miễn dịch của chúng ta từ bên trong. Cái đó có thể áp dụng cho những người suy giảm miễn dịch, nhưng mà cũng nên được áp dụng cho tất cả mọi người. Đó liên quan tới vấn đề ăn, vấn đề uống, vấn đề ngủ, vấn đề nghỉ. Đó. Ăn thì chúng ta phải ăn đầy đủ chất, chúng ta không để suy dinh dưỡng quá, cũng không để được béo phì, bởi vì suy dinh dưỡng cũng làm cho sức đề kháng chúng ta yếu, mà béo phì cũng làm cho sức đề kháng chúng ta yếu luôn. Đó. Rồi chúng ta uống thì phải uống cho đủ nước, bởi vì nước là một cái thành phần rất là quan trọng trong cơ thể của chúng ta, và đồng thời nó làm cho các dịch lót của mình nó đầy đủ, nó được bôi trơn,
thì khi đó cái bề mặt, cái hàng rào bảo vệ ban đầu của chúng ta nó vững chắc thì cái tác nhân xâm nhập nó khó mà đi sâu vào bên trong. À. Rồi chúng ta phải nghỉ ngơi, người ta thấy rằng những người bị stress, những người lo lắng căng thẳng thì hệ miễn dịch nó sẽ yếu. Những người ngủ không đủ giấc thì hệ miễn dịch nó cũng suy yếu luôn. Một cái nghiên cứu cũng rất là hay, người ta cho khoảng 124 người bình thường tiếp xúc với lại những cái con virus, thì người ta coi thử có bao nhiêu người bị bệnh, và trong những người bị bệnh đó có sự khác biệt gì những người ngủ đủ giấc từ 7 tiếng đồng hồ trở lên hay là những người ngủ quá ít dưới 5 tiếng đồng hồ. Thì người ta thấy rằng trong số những người bị bệnh mà người nào á, xin lỗi, trong số những người nghiên cứu, những người nào mà ngủ ít từ 5 tiếng trở xuống trong một ngày thì cái nguy cơ bị cúm nó gấp 4,5 lần những người mà ngủ đủ giấc trong cái nghiên cứu đó. Như vậy điều đó chứng tỏ rằng cái giấc ngủ của chúng ta cũng rất là quan trọng trong cái hệ miễn dịch của mình. Chúng ta thiếu ngủ, chúng ta mất ngủ thì có thể làm cho hệ miễn dịch chúng ta suy yếu. Nhưng mà điều cuối cùng cũng cực kỳ quan trọng là vấn đề tập thể dục thể thao. Các nghiên cứu đều cho thấy rằng nếu chúng ta tập thể dục, đặc biệt là chúng ta phải tập đều đặn đó, thì cơ thể chúng ta nó tiết ra rất là nhiều chất có thể bảo vệ cơ thể chúng ta, hay nói cách khác cái hệ miễn dịch nó được tăng cường. Cho nên người nào mà càng tập thể dục đều đặn chừng nào thì cái khả năng người đó bị bệnh nó càng ít, và đặc biệt là các bệnh lý liên quan tới nhiễm trùng, bởi vì cái hệ miễn dịch của chúng ta chủ yếu là để đối phó với lại các bệnh lý nhiễm trùng và nhiễm virus. Thì nó cũng có nhiều cách như chúng tôi vừa trình bày. Cách thứ nhất là vấn đề dinh dưỡng. Chúng ta phải cân bằng hợp lý, đừng để suy dinh dưỡng, đừng để béo phì là có thể đứa trẻ nó có một cái hệ miễn dịch bình thường rồi. Cách số 2 là những đứa trẻ năng động, chơi thể thao, thể dục thì sẽ tốt hơn những đứa trẻ tối ngày thì chỉ có chơi game, coi TV. Cách số 3 là cái cuộc sống của đứa trẻ đó, nếu mà nó vui vẻ, nó hạnh phúc thì ngay từ đầu có thể cái hệ miễn dịch của nó cũng phát triển tốt hơn là những đứa trẻ bị căng thẳng, stress, lo lắng trong một cái môi trường quá gọi là phức tạp. Rồi thể dục thể thao. Và đôi khi nó có một cái số thuyết mà người ta cũng đang tranh cãi, ví dụ như cái thuyết vệ sinh. Cái thuyết vệ sinh nói rằng nếu mà ở những năm đầu đời cái hệ miễn dịch của chúng ta nó còn rất là non trẻ, nó chưa biết phát triển theo hướng này hướng kia, mà chúng ta cho nó tập luyện thì đôi khi nó lại theo cái hướng mà chúng ta muốn. Thì những người ta thấy là những người nào á mà những cái năm đầu đời tiếp xúc với lại vi sinh, vi nấm, những cái con vi trùng thông thường đó, ở nông thôn chẳng hạn, những đứa trẻ mà nó tiếp xúc đất cát rồi nó có thể ngay từ đầu nó tiếp xúc những cái tác nhân có thể gây bệnh, nhưng mà thường thường nó không phải là ai nó cũng gây bệnh hết, thì cái hệ miễn dịch nó được rèn luyện theo kiểu đó, và những đứa trẻ đó nó có sức đề kháng nó có thể nó cao hơn. Bằng chứng là nếu các anh chị để ý xung quanh, những đứa trẻ mà nó lăn lóc nhiều khi cái sức đề kháng nó cũng rất là cao. Dĩ nhiên chúng ta không đến mức để cho những đứa con của mình nó lăn lóc quá mức, nhưng mà chúng ta không nên ủ kỹ quá trong cái môi trường quá sạch sẽ, quá khép kín thì cái sức đề kháng của nó có thể nó cũng sẽ không tốt. Như vậy ngoài cái chuyện ăn uống rồi ngủ nghỉ, vệ sinh tinh thần, tập thể dục, thì có thêm cái là đôi khi chúng ta cần phải sống hòa mình với thiên nhiên một chút thì cái hệ miễn dịch của chúng ta nó sẽ được rèn luyện tốt hơn. Người ta thấy rằng cái môi trường không thuận lợi thì làm cho những con virus, ví dụ corona mà nó ra môi trường bên ngoài thì nó mau chết hơn. Chứ còn nếu mà chúng ta ở trong môi trường nóng thì chẳng hạn, mà chúng ta tiếp xúc trực tiếp với lại cái nguồn lây thì chúng ta vẫn có thể bị bệnh như thường. Còn virus thì nó không phải tự sinh sôi nảy nở ở trong môi trường. Bởi vì muốn sinh sôi nảy nở nó phải có ký chủ. Cho nên đôi khi trong cái môi trường lạnh chúng ta nghĩ rằng virus nó sinh sôi nảy nở nhiều hơn, môi trường nóng chúng ta ít có bị virus sinh sôi nảy nở thì đôi khi nó cũng không được đúng lắm. Nó sống lâu hơn hay là nó chết nhanh hơn thì đúng hơn. Thì cái vấn đề cái bệnh dịch thì hiện nay nó không phải là quá gọi là tràn lan, lây nhiễm một cách gọi là khủng khiếp. Nhưng mà cái cẩn thận thì lúc nào cũng là một cái mà chúng ta mong mọi người đều phải cảnh giác, để góp phần giảm đi được cái khả năng lây nhiễm từ người này qua người khác. Thì cái môi trường cũng là một cái thuận lợi cho ở Việt Nam nước mình, nhưng mà chúng ta không đừng có ý là môi trường như vậy như vi trùng, virus nó sẽ chết sạch hết, thì chúng ta cứ một cách gọi là vô tư tiếp xúc với
những cái người có khả năng lây cho mình thì đó là một cái sai lầm. Và thực ra thì cái người bị bệnh ở vùng lạnh hay vùng nóng là do mình tiếp xúc gần với lại cái người mà lây bệnh cho mình, chứ không phải là mình đang, ví dụ như mình tới cái thành phố đó đang bị bệnh thì cái virus nó bay khắp nơi trong không khí rồi chúng ta tới đó là chúng ta hít vào là chúng ta bị bệnh. Không phải, thường người ta thấy rằng cái khả năng tiếp xúc gần với người ta, ví dụ như 2 mét đổ lại đó, hoặc là chúng ta bị dính những cái chất tiết từ đường hô hấp của người đó vào cái tay của mình, bắt tay chúng ta cầm nắm những vật dụng mà nó bị nhiễm con virus rồi chúng ta đưa lên quẹt lỗ mũi, đưa vô miệng của mình, thì khi đó chúng ta có thể bị bệnh bất kể là thời tiết nóng hay lạnh. Các nhà dịch tễ học người ta cũng nghiên cứu về cái mô hình bệnh tật của các bệnh lý khác nhau, trong đó có những cái dịch như thế này, và tất cả người ta đều là ở giai đoạn là tiên đoán, chúng ta cũng khó biết được trong tương lai nó sẽ như thế nào, nhưng mà dựa vào nhiều thông số để người ta tiên đoán là có thể đỉnh dịch nó sẽ xuất hiện ở cái thời điểm nào, và sau đó dịch nó lui rồi tới bao lâu nó hết, thì tất cả đều là tiên đoán. Cho nên đối với những người dân của mình thì cũng khó mà coi như đó là một cái thông tin gọi là đúng hay là không đúng, bởi vì nó cũng đang ở trong giai đoạn tiên đoán mà thôi. Còn chưa kể là virus á, nó có khả năng gọi là thay đổi. Hiện nay chúng ta đang biết nó ở mức độ này, nhưng mà tới một cái thời điểm nào đó nó có thay đổi, nó đột biến tạo ra một cái chủng gì đó, chưa phải là hẳn một cái chủng mới, nhưng mà cái chủng cũ nó có lắc léo gì về cái bộ gen của nó, thì đôi khi cái chuyện nó xảy ra theo một cái kiểu khác. Cho nên về mặt gọi là dự đoán thì chúng ta tạm thời tin những cơ quan đó, bởi vì họ có chuyên môn hơn chúng ta, nhưng mà tất cả cũng đều nằm trong cái mức độ dự đoán mà thôi. Thì hiện nay cái vai trò của khẩu trang á, nó cũng không phải là quá rõ ràng. Có nhiều cái lý luận lắm. Có người nói rằng cái khẩu trang của mình y tế, hoặc là kể cả khẩu trang N95, nó lọc được những cái hạt có kích thước dưới 0,3 micromet, nhưng mà cái con CV này có thể nó kích thước quá nhỏ, thì một số ít nó vẫn lọt qua được cái khẩu trang, cho nên cái khả năng bảo vệ nó cũng kém đi. Nhưng mà thực tế thì cái cơ chế lây truyền đó là người ta thấy rằng cái con virus này nó lây truyền qua những cái giọt bắn, có nghĩa là khi người ta hắt hơi ra nhưng có những cái giọt có nước trong đó và virus có ở trong đó, chứ không phải là những con virus đơn lẻ nó bay lơ lửng trong không khí đó. Nó có hai cái khái niệm khác nhau. Nếu mà bay trong không khí mà nó lây nhiễm thì cái khả năng lây nhiễm nó khủng khiếp, còn bây giờ nó có những cái giọt bắn đó thôi. Cho nên nếu mà chúng ta ho hắt xì mà nó bắn khoảng chừng 2 mét thì những người nào ở xa xa chút thì ít có khả năng bị bệnh đó. Thì chúng ta đeo khẩu trang thì chúng ta có thể ngăn những cái giọt bắn đó, giọt bắn nó có thể bám trên bề mặt của khẩu trang thì nó bớt đi, chứ không phải là những con virus quá nhỏ nó có thể chui qua được cái khẩu trang, mà những giọt bắn đó có thể nó bị cái khẩu trang nó đọng lại vì cái giọt bắn nó kích thước nó lớn hơn cái lỗ của cái khẩu trang đó. Thì theo tôi thì mang khẩu trang nó vẫn có một cái bảo vệ nhất định, chứ không phải là 100%. Tuy nhiên á, cũng có một số người mang khẩu trang nó lại gây hại cho họ. Cách thứ nhất là mang khẩu trang không có đúng. Mang khẩu trang không đúng, mang mà nó hở tùm lum hết. Rồi người đó cứ tưởng rằng mình mang khẩu trang là đã bảo vệ mình rồi, cho nên họ xông pha, tiếp xúc rồi tùm lum hết, người ta rất là tự tin. Thì khi đó là nguy hiểm cho họ. Cách số 2 là cách mà đeo xong, lỡ mình tiếp xúc với một người mình rất là cẩn trọng, mình đeo khẩu trang mấy lớp đi chẳng hạn, rồi mình tiếp xúc với họ xong mình tháo khẩu trang, thì cái tháo khẩu trang ra đôi khi người ta tháo cũng sai luôn, cái bàn tay của mình nó mới dính trên cái bề mặt phía trước của khẩu trang, thì những con virus lỡ mà nó cũng có dính trên cái tay của mình. Rồi khi mình tháo khẩu trang mình bỏ xong rồi, mình lấy cái tay mình quẹt tùm lum trên miệng, trên mũi thì có khả năng gây ra bệnh. Cho nên nếu mà đeo khẩu trang đúng cách thì có thể bảo vệ được cơ thể mình, mặc dù 100% thì không chắc, nhưng mà nếu mà đeo sai cách thì đôi khi nó có hại hơn nữa. Nếu mà chúng ta có thêm một tư tưởng chủ quan, có nghĩa là chúng ta có khẩu trang rồi chúng ta không sợ gì nữa, thì cái đó còn nguy hiểm hơn. Và một số tổ chức y tế thế giới, ví dụ như là bên Hoa Kỳ, thì người ta cũng không có khuyến cáo là chúng ta phải đeo khẩu trang đại trà trong cái môi trường, ví dụ như là không phải trong môi trường bệnh viện, trong môi trường bệnh viện cái nguồn lây có khả năng cao thì người ta phải đeo khẩu trang cho tốt. Nhưng mà ví dụ như chúng ta đi ra đường này kia thì cái chuyện mà đeo khẩu trang thì nhiều cái tổ chức y tế thế giới người ta nói là cũng chưa có rõ ràng cái hiệu quả.
Tuy nhiên cái khẩu trang thì nó không có đến nỗi quá mắc lắm, cho nên cái chuyện mà chúng ta đeo cho đúng thì cũng là một cái khuyến cáo chúng tôi nghĩ rằng nó có lợi chứ cũng không có hại gì ngoài cái chuyện mà hại về tiền thôi. Và những cái nước rửa tay á, thì người ta chế tạo chủ yếu là để diệt mầm bệnh là đa phần là những con vi trùng. Còn virus thì cái khả năng nó chết, đặc biệt là corona nó chết bao nhiêu phần trăm thì cũng chưa có rõ lắm. Nhưng mà cái chính là làm sao đừng cho nó bám lâu ngày trên cái tay của mình. Cho nên cái biện pháp thay thế người ta khuyên là rửa tay bằng xà phòng cũng được rồi. Cái chất trơn của xà phòng nó có thể làm trôi tụt hết những cái mảng bám trên cái tay của mình. Thì đó cũng là một cách chúng ta không cần phải có những cái nước rửa tay loại ABC gì hết. Chúng ta chỉ cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng của chúng ta cũng là một cách bảo vệ. Và quan trọng nhất là lúc nào chúng ta cũng cứ nghĩ trong đầu là cái tay của mình có thể là một cái nguồn gây bệnh. Chúng ta giữ gìn cái tay của mình sạch sẽ. Ví dụ như là thấy người nào đó có nguy cơ mắc bệnh corona hoặc là một số cái bệnh lý virus khác chẳng hạn, họ cầm nắm một số cái vật dụng thì chúng ta cũng có thể phải làm sao để né bớt, hoặc là chúng ta có những biện pháp cầm bằng những cái ví dụ như là mang găng tay vào, hay là có cái giấy mình cầm để cho được tiếp xúc trực tiếp, thì đó là một cách bảo vệ. Chứ còn nước đừng, cũng không cần phải kiếm một loại nước A, nước B, nước C gì theo cái quảng cáo là tốt hơn diệt 99,99% tác nhân gây bệnh gì đó, thì cũng không hẳn là đúng. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đón xem, và xin hẹn gặp lại quý vị ở những dịp khác.